Vâng, xin chào anh chị. Hôm nay là em tiếp tục quay video về cái cây Dendro Xuân. Cây này là một trong cây Dendro Xuân cây Thái Lan. Nó là cây lai giữa cây Dendro Xuân và cây cây đùi gà của Hoàng Phi Hạc ấy. Đấy, cây này kiểu hoa của nó rất là giống Hoàng Phi Hạc. Và nó nở mùa xuân thì bởi vì nó có máu của Dendro Xuân nên là nó nở hoa vào mùa xuân. Bây giờ đang là tháng giêng, cuối tháng giêng lịch âm và tháng cuối tháng 2 lịch dương. Thì là đầu mùa xuân đây thì là các dòng hoàng thảo là nở rất là nhiều. Những cái dòng lan này thì có một cái đặc trưng là nó rất là dễ ra hoa. Dù là mình chăm tốt hay không tốt thì cây dài cây ngắn nó đều ra hoa cả. Mà không những thế là một số thân là nó ra hoa là một năm có thể ra đến 2-3 lần hoa. Ví dụ như cái cây mà em đang quay đây thì năm ngoái nó ra hoa, nhưng năm nay nó lại ra hoa tiếp. Và sang năm nó cũng có thể ra hoa lại nữa. Ví dụ như đây, em sẽ quay đến cái thân già của nó. Đâu, đây rồi. Đây là cái cuống hoa năm nay nhá. Đấy, cuống hoa năm nay là cuống hoa xanh này. Nhưng năm ngoái đây, năm nay lại chả có bông nào, nó chỉ có bông đấy thôi. Đây, cái mắt của nó đang ra hoa đây. Còn những cái mắt cũ đây của nó ra hoa hết rồi. Đấy, và là ra ki nó. Và những cái kể cả những cái kỳ của nó thì nó cũng không phải là khó trồng lắm, nó rất là dễ trồng, dễ hoa luôn. Thì những cây Dendro Xuân ấy thì nó ra hoa, nó không, một thân của nó không phải là chỉ nở một lần mà nó có thể nở là được nhiều lần, miễn là nó cứ còn mắt là được. Còn mắt thì là nó sẽ ra hoa, kể cả là mang ra nhân kỳ, nhưng mà nó nhân kỳ mà nó không ra kỳ ấy, thì nó vẫn có giả khả năng ra hoa là bình thường. Đấy, anh chị nhìn cây này rất là siêng hoa. Thì cái như một cái cây Dendro Xuân này thì nó cũng không có đặc trưng gì khác so với những dòng hoàng thảo lắm. Nó cũng như là những cái dòng Dendro Xuân khác mà em đã từng làm video. Thì những cái cây này thì hôm nay em sẽ nói sơ qua một chút để anh chị mua những cái cây Dendro Xuân vàng mắt đen. Thường những cái cây mắt nâu như này ấy, màu nó là màu tím nâu cơ, nhưng mà hay gọi là cái mắt đen. Thì để anh chị em mua làm sao là nó được đúng cái cây mà mình mua khi mà không có hoa, hoặc mình có thể nhìn nhận biết được ngoài chợ cây nào nó đúng cái đó thì nó không bị nhầm. Đây nó xuân vàng, cái này là cây Hoàng Phi Hạc Lai. Hoàng Phi Hạc Lai đây nó xuân. Thì hôm nay em sẽ nói sơ lược một chút về cái cây này. Cái cây này thì là hoa vàng nên là cái mầm của nó từ gốc sinh ra ở đây. Mầm của nó từ gốc sinh ra đây là mầm nó thường sẽ là mầm xanh. Bởi vì nó hoa vàng mà. Hoa vàng thường thì mầm nó sẽ xanh và không ngấn. Mầm nó xanh lét luôn. Nó xanh không ngấn thì cả nó xanh trong luôn. Chứ nó không như những cây hoa tím. Cây hoa tím thì mầm nó sẽ ám tím hoặc ánh tím. Còn cây này cái hoa vàng mầm nó xanh. Không phải là một mình nó mà cái nào nó cũng vậy. Cái này thế này. Nó không có khắc tím gì cả, nó chỉ có xanh thôi, màu xanh trong thôi. Còn thường những cái cây mà nó tím thì nó sẽ là có khắc tím hoặc là ánh tím, sọc tím. Thì những cái chi tiết đấy thì mình cũng thể nhìn tương đối được. Có nghĩa là trắng, vàng và xanh thì nó là mầm xanh. Còn cái hoa tím thì là mầm sẽ tím hoặc là mầm hồng, hoặc là nó khắc tím, ít tím. Đấy là mầm. Thì còn về thân lá thì khi mà nó phát triển từ lúc bé đến lúc lớn thì cái này thì nó cao khoảng 40 đến 70-80 phân, 70-80 cm, tùy phụ thuộc vào là thể trạng là mình nuôi khỏe hay nuôi yếu. 70-80 cm. Cái gốc của nó thì nó rất là to nhưng mà thân của nó nhỏ, đấy củ. Còn cái gốc của nó chỉ khoảng từ 3 đến 5 mm. Còn cái thân của nó càng lớn thì nó càng phình to ra. Nó to có thể là 2,5 đến 3 cm. Nó rất là to. Nhưng nó chỉ ngắn thế thôi, nó phình như kiểu dạng đùi gà ấy. Nó có máu đùi gà hoặc phi hạc nó cũng như vậy. Cái này cái lai thì nó Dendro Xuân thì nó cũng kiểu thân lá như vậy. Nhưng cái mặt lá của nó có khác một chút. Đây như cây này thì cái mặt lá đây là lá già của nó này. Cái thân, nói nó cái thân á, cái thân thì nó đây cái chỗ rụng lá này, chỗ chưa rụng lá. Chưa rụng lá thì nó vẫn kiểu khắc sọc trắng như phi điệp. Kiểu lá nó là lá xòe hai bên, lá mọc so le, mặt lá xanh.
Cái này thì thường nó mặt lá nó không có gân gì cả, nó bình thường. Nó cái là nó là hàng công nghiệp thì lá kiểu nó na ná nhau, nhìn nó cũng khá là khó. Nên là ví dụ như cái cây này mình muốn nhìn nhận của nó thì mình phải nhìn cái gốc của nó. Như cái cây cây này ưu điểm là em hay nhìn gốc và nhìn cuống hoa khô. Cuống hoa khô thì những cái cuống hoa khô nó phần ở ở trên này, đây. Cuống hoa khô đây. Hai bên nó ra hoa rất là dày. Thì khi mà mình nhìn mà mình không không hoa ấy, thì mình cứ nhìn thân lá nó như vậy. Nhìn thân lá thì cái phần nó ra hoa và cái phần thân nó mình nhìn mình có thể đoán được nó là cây nào. Như cây này đây. Đây 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 thân giá nhất đây, nhìn cái từ gốc rất là bé, thân to lên và nhìn những cuống hoa cũ thì mình có thể đoán tương đối được là nó là cây gì, và nhìn cái mầm của nó ấy, thì mình có thể đoán tương đối được nó là cây gì. Nên còn hoa này thì nếu mà để mà chuẩn được là vàng tuyền hay là vàng vàng mắt đen thì nó hơi khó hơn, bởi vì cái này gần như phải nhìn hoa hoặc là ghi tên thì mình nhớ được. Còn nếu không thì sẽ rất là khó để có thể là nhìn thân lá mà có thể đoán biết được rằng là cây này là cây vàng tuyền hay là cây vàng mắt tím hay là vàng mắt đỏ. Thì đấy là sơ lược về thân thân lá. Còn đến ra hoa thì nó ra hoa từ khoảng 2 phần 3 phần thân trên. Từ gốc lên thì 1 phần 3 ở dưới thì không có hoa, 2 phần 3 trên là có hoa như cây này. Thì cây này thì nó 2 phần 3 nó ra hoa nhưng mà không phải là nó sẽ ra tất, mà có nghĩa là nó sẽ ra hoa khoảng thứ tư có những cái mắt gần gần ở trên đây. Như cái mắt này là cái mắt nào có lá là nó đều ra nụ hết, mắt nào có lá nó cũng ra nụ đây. Phần ở trên cùng thì luôn luôn như vậy, nhưng phần dịch xuống dưới một chút thì là có chỗ không, đấy phụ thuộc vào là cái phần mình chăm sóc và ánh sáng. Ánh sáng thì nó sẽ thể hiện được là nhiều hoa ít hoa, và cho ăn phân thuốc nữa thì nó cũng có một số loại thuốc dùng để kích hoa hay là ra mầm. Thì cái đấy thì nó cũng rất là dễ thôi. Thì cái cánh hoa của cái cây vàng mắt đen ấy thì nó là mới đầu nở thì nó rất là xanh. Đây như cây này anh chị nhìn nó rất là xanh luôn. Nó xanh, nó kiểu màu xanh vàng. Và mắt nó là màu nâu tím đỏ. Họng nó hơi tua rất là đẹp. Nhưng mà nở chỉ được tầm độ 3 ngày thì nó sẽ chuyển sang màu vàng như này. Đấy, như cái này nó vẫn vàng kiểu nơ nớ xanh thôi, nhưng mà nó vàng nhiều hơn là xanh, chủ yếu là vàng. Nó rất là đẹp, cây này nó rất là siêng hoa và dễ hoa, dễ chăm sóc nữa. Trồng với cái giá thể thì làm sao cứ để thông thoáng được. Giá thể cây này thì rất là dễ. Cây này thì trồng thì mình ví dụ mình trồng trong những cái môi trường mà tưới nhiều ấy thì mình nên trồng than hoặc vỏ thông, dớn cọng hoặc là những cái sản phẩm gỗ để làm sao cho nó thoát nước tốt thì mình sẽ phải tưới nhiều hơn. Còn với những cái giá thể mà như là rêu hay là sơ dừa ấy thì mình tưới ít hơn, bởi vì là nó giữ ẩm lâu. Những cái sản phẩm mà mình trồng ấy thì mình nên vào khi mà mình đã mua một nhà vườn nào đó thì mình nên chủ động về về vấn đề giá thể, bởi vì nếu như là mình mua một cái chậu mà trồng toàn bột dừa và một cái chậu mà trồng toàn than than củi, mà hai chậu mình để cạnh nhau mà mình chăm sóc ấy, thì chắc chắn là một chậu tốt một chậu sẽ không tốt, hoặc là cả hai chậu đều không tốt, hoặc là cả hai chậu sẽ bị bệnh hoặc gì đó. Nhưng nghĩa là nên đồng nhất về giá thể trồng ấy thì cây nó sẽ phát triển đều mà nó tốt hơn. Thì đây nó cũng là cái mà những cái vấn đề tương đối về em nói sơ lược về cái cây Dendrocen hoa màu vàng mắt đen. Cái này thì nó cũng khá đẹp và nó nhiều hoa, xiên hoa và hoa thơm. Cái này thì ví dụ trồng một chậu đây, như cây này của em nó chỉ có 4 mầm thôi và 4 hướng thì nó ra khoảng tầm độ 2 3 thân 3 4 thân có hoa. Như cái này thì đây là đang là 4 thân có hoa. Đấy, nhưng mà có thân có nhiều hoa, thân ít hoa thì nó cũng không 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 bởi vì em chăm em cũng để kiểu dạng tự nhiên. Ra hoa tự nhiên mà. Dòng này nó dễ lắm, sang năm thì năm nay là không hoa ở thân này thì sang năm thì cái thân đấy nó lại ra hoa. Thế nên là chẳng chẳng quan trọng là nó nở nhiều nở ít, miễn sao là cái mình cứ chăm sóc của nó tốt, gốc của nó thoáng. Như cái này em trồng gốc rất là cao. Đấy, gốc cao giá thể thấp hơn. Thì mình cứ trồng những cái cây mà nó dễ chăm sóc này thì nó nở hoa thì rất là đẹp. Mà hoa thơm thì rất là thích. Nếu như mà có điều kiện mà có thể mua một chậu to hoặc là một chậu khoảng tầm 15 đến 20 thân chẳng hạn thì sẽ rất là rực rỡ.
Nhưng còn đây là những chậu cây giống nhà em thì nó chỉ nhỏ nhỏ đấy vậy thôi. Thì có thể là nó sẽ chăm sóc tốt hơn. Nhỏ thì chăm sóc sẽ dễ hơn, còn to thì nó sẽ chăm sóc khó hơn. Bởi vì to thì nó nhiều rễ và cái bộ rễ của nó nhìn lâu rồi ấy, lâu năm rồi thì nó sẽ có một số cái những cái bị hỏng thì nó sẽ rất dễ lây lan bệnh. Đấy thì trồng những cái chậu nhỏ như này dễ chăm sóc mà nó vẫn có hoa rất là nhiều. Còn mình có thể trồng là nhiều chậu này và xong rồi đến lúc mà nở hoa thì mình có thể treo trong nhà thì một hàng thì nó cũng rất là đẹp. Đấy thì đây là cây đen đen đô xuân, hoa vàng mắt đen. Đấy, anh chị có thể xem và tham khảo thêm về các loại khác ở những bài viết khác, video khác. Cảm ơn anh chị đã xem video. Xin chào.